Chúng ta quay trở lại một cái chủ đề, thực ra là cái chủ đề này mình cũng đã từng làm cũng vài ba lần, năm trước mình cũng làm nhiều lần rồi. Bây giờ chúng ta quan sát một chút xíu để cái vườn này bà con, nếu như mà anh em nào á mà có nhà ý tham quan cái vườn này để mai mốt tôi làm du lịch sinh thái nha. Ở tới đây là tôi bắt gà với rượu tôi cho nhậu xong rồi tấu là tôi cho cắm trại ngủ ở đây thì ngắm sầu riêng là ok luôn nha. Một bán ví 30.000 ví đâu, cái này nhiều khi mình làm được cái vấn đề đấy á, sinh lý sinh thái giá lộn. Rồi bây giờ chúng ta cây nào cũng như cây nào, chứ không phải là mình đứng mình lựa cây đâu. Qua cây mình quay cây bên kia cho bà con coi, cây đối diện thôi, không cây gì nhiều quá đó. Thì khi mà chúng ta bước vào cái giai đoạn này thì tất cả chúng ta chưa nói lên được cái điều gì hết á, chúng ta mới bước qua cái giai đoạn làm bông thôi. Nhưng giai đoạn này là giai đoạn đau tim nhất, và làm sao mà đỡ đau tim. Đây đây anh Hậu này, lướt qua bên này chút xíu nữa cho bà con chúng ta thấy. Đây đây là một trong những cái vườn mà thực sự rằng là mình cũng đánh giá cái vườn này tơ, nhưng mà đánh giá về cái chất lượng bông là khá là ok, cũng như là kỹ thuật cũng khá là cao, bộ lá nó cũng còn giữ bài bản. Đến cái thời điểm này chỉ có vài cái đọt ở đây, thì mình quan sát một chút xíu, nếu thấy đọt đây thì quất nha, quất chặn nó. Đây là cái vườn của bạn Mr. Cường. Bây giờ mình đứng ở đây để mình nói về cái vấn đề tưới nước cho bà con chúng ta nắm rõ một chút xíu, để cho anh em chúng ta nắm. Mình có làm vài cái video rồi thì một số anh em ở trên trên mạng internet á cũng rất là hưởng ứng và cũng mong muốn là mình sẽ review lại cái chủ đề này. Thực ra là sáng giờ là mấy anh em đi cũng vòng 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 thẳng là tới sáng giờ cũng chưa làm ly cà phê nào nữa, mà để mà vô cái vườn này cái nó mê mắt đây. Rồi mình sẽ hướng dẫn cho Cường một chút xíu, và ở đây thực ra cái này cũng không phải hướng dẫn gì, nhưng mà mình chỉ là một cái mẹo nhỏ để mà chúng ta xử lý cái bông của mình để nó tránh cái tình trạng sốc nhiệt không. Còn ở vấn đề sốc nước thì cố gắng năm sau là em làm ống nước ra, thì giữa hai cây ấy, một bét, cứ giữa hai cây một bét là em ok, thì em giữ được cái tầng cỏ. Cái này nói thiệt với bà con luôn, nếu như cái vườn này á, mà giữ được cái tầng cỏ nữa, cái tầng cỏ mà trên mặt nữa, đây, đất trên này nó khô, và cái thứ hai nữa mình cũng thiếu nước, điện nó yếu nữa. Cái này nói thì dễ nhưng mà làm nó rất là khó, chứ không phải là cái chuyện đương nhiên là nói thì dễ nhưng mà làm nó phải có tiền làm nữa chứ nữa. Rồi bây giờ không dông dài nữa thì bà con chúng ta cũng đừng có hoang mang ở trong cái giai đoạn này, nó rụng cái vấn đề sinh lý nha bà con nha, cũng không hoang mang thì vấn đề rụng sinh lý. Thì bây giờ sau khi á này em nhớ anh thấy này ha, cái này bà con coi coi thì rồi á xong bà con cũng rút kinh nghiệm và Cường cũng rút kinh nghiệm ha, là mình cũng cào hết toàn bộ ra, hết ra trống ra bên ngoài trong cái giai đoạn mà sau nó sổ nhị xong là cứ mình đi tới đâu là mình cào tới đó, mình cào hết. Thì tại sao á mình cào cái này, nó có hai cái nguyên nhân để cho mọi người chúng ta nắm nha. Thứ nhất là cái ẩm độ á, cái ẩm độ nước á nó cao. Cái thứ hai nữa nó bí hơi, nó bí hơi, tại vì á thực ra mình thấy vậy nha, nhưng mà nó bịt cái trơn rồi. Ở dưới này là cái tất cả cái cây ở dưới này hay là đất ở dưới này của ta, rễ chúng ta nó không có hô hấp được, là nó bí hơi nha, nó bí hơi. Thì bí hơi thì nóng quá nó cũng gây ra một cái hiện tượng là cái nhiệt độ tăng cao. Rồi thì nói ra nói về cái nhiệt độ thì chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện là hiện tại là đang cái vấn đề là nhiệt độ ban ngày á, là nó cầm nhiệt độ bây giờ ở đây bao nhiêu ta, coi thử coi nhiệt độ thử coi bà con. 12 giờ trưa mà trời nó hơi, hôm nay nó hơi mát mát mát. Nhiệt độ bây giờ là 37 độ C, 36 độ C là nó mới dịu xuống đây. Thì bây giờ bà con chúng ta thấy này, tối hôm qua anh cũng ở khu vực đây nên sáng nay anh vô vườn em đó. Thì tối hôm qua, đêm hôm qua là anh em mình đo nhiệt độ á, đi trên xe đo nhiệt độ luôn là 22 độ C. Có lúc bước qua cái khúc mà dốc mạ ơi kia nó xuống còn cỡ 20 độ C. Rồi sáng sớm hơn nữa thì lúc đang ngủ mắt là không biết. Nên là cái nhiệt độ trên lệch. Thì cái liên quan đến nhiệt độ nó dòng dài trong cái câu chuyện, chỉ tóm lại là tưới nước bụi sáng. Dạ đâu. Nó dòng dài thì tại sao, để tại vì anh muốn làm video là anh muốn làm cho chi tiết, anh giải thích cho bà con gặn gòn cho nó dễ hiểu, cho bà con nắm rõ tại sao như vậy. Chứ nhiều khi vô Mỹ nó kêu tưới nước buổi sáng rồi không tưới nước buổi chiều, nó không giải thích tại sao thì bà con chúng ta cũng thắc mắc. Thì khi cái nhiệt độ chúng ta đã trên lệch như vậy rồi là nó rụng rồi, nó sốc, nó rụng rồi, không nói gì nữa. Nhưng mình vô tình mình tưới nước thêm nữa, anh bảo đảm với em tưới xương nhẹ thôi, nó hạ được hai độ chứ không ít đâu, nó là 2 độ chứ không phải giỡn đâu. Thì khi mà nhiệt độ chúng ta đang 37 độ C mà nhiệt độ ban đêm á chúng ta mà ví dụ như 22 độ C thôi, không cần 37 đi, không cần 20, 21, 21 gì đó, chúng ta 22 độ C, chúng ta vô tình chúng ta tưới nước vào buổi chiều nữa là nó hạ thêm 2 độ nữa, thì mình sẽ biết rằng nó sẽ bị lạnh liền.
Nên em lưu ý cái vấn đề đấy. Thì em có tưới gì đi nữa thì em tưới vào buổi sáng sớm. Em tưới vào sáng sớm thì nếu mà cầm cái vòi em có, thực ra em cầm cái em tưới bằng bét ha. Có kéo vòi xương không? Không, em chỉ cái bét này nó cũng phun ra tới. Phun ra tới đây. Thì nếu như mà kéo thực xương nữa, có cái máy mà gọi là máy áp lực á, xương phớt nữa một cái nữa thì phun nhện đỏ rồi luôn á. Nhện đỏ thì mình thực ra là nếu như mà em không có thuốc á, em phun nước lạnh nó cũng hỗ trợ được 40-60% để nó trôi nhện đỏ. Nên cái đó mình lưu ý. Nhưng giờ chúng ta quay lại cái vấn đề đó là cái vấn đề sốc nhiệt. Thì em lưu ý giùm anh ở cái giai đoạn này á, em tưới nước vào buổi sáng nha. Thì mục đích của mình em cũng biết rằng tại sao em tưới giữ ẩm này. Thì giữ ẩm em tưới á, mục đích là để cho nó đỡ sốc nhiệt. Cái thứ hai là đỡ sốc nước, đặc biệt là sốc nước. Nhưng mà cái sốc nước nó thật như cái vườn của em mà nó mưa xuống là nó sốc nước á. Thế về cái lượng nước em tưới nó không có đủ phê ra bên kia. Thì bây giờ á, thì cái mưa đây này, đứng này. Thí dụ như mưa ở đây, nó quất một cái cơn mưa xuống đây là ở trong kia mình tưới nó giăng ra tới cỡ đây không à. Chứ không có nhiều. Nhưng mà nó dứt một cái cơn mưa chỗ đây này, cái tầng đất ở chỗ đây á, nó đã khô. Cái là cái rễ nó đang háo nước mà hút cái phẹt lên liền là rụng. Rồi, trong tiếp theo cái khúc mà như thế này nè, là bây giờ em có quan sát cái vườn của em tổng thể nha, gần 70% đến 80% sổ nhị hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp nước lên giống như lúc em kéo mắc cua. Bây giờ là nhấp nước lên giống như kéo mắc cua, và cái điều kiện ở đây có thể rằng bây giờ á, nếu như em tưới á, em có điều kiện thì em nhích thêm một cái ống nước ra ngoài, em nhích rộng ra bên này một chút xíu và em nhấp lần lên. Quan sát cây, nếu thấy cây đi đọt thì mình chuẩn bị mình hãm đọt. Là cái lưu ý, đừng có để cái thiếu nước của mình á, sau này nó thiếu nước cái trái của em nó rất là dễ bị méo và nó gây ra một cái tình trạng là chín sớm nữa. Gọi là người ta gọi là nó chín héo á, là cơm nó không có lên đủ cơm. Thì mình lưu ý nên thấy người ta là đúng cái tuổi nó vàng rực, còn mình nó lên nó bị chín sớm thì mình cũng lưu ý cái chỗ đấy. Rồi quay vô khúc bên này nè anh Hậu, anh Cường, anh tiếp thu. Thì thật ra là nãy giờ anh em cũng giải thích rất là rõ ràng về vấn đề. Còn trong cái giai đoạn này á là bà con chúng ta nhấp nước lên, bây giờ nhấp lên được rồi, sửa được cái ống nước ra ngoài nữa thì ngon lành. Và chúng ta nhấp lên lần bây giờ là bây giờ gần như chúng ta thấy rằng là 80% nó đã sổ nhị rồi. Thì bây giờ cái bông này á là nó em nè, đây nè, đây nha. Thì mọi người chúng ta quan sát này, em để ý nguyên cái vườn mà mình cũng đi rất là nhiều vườn. Cái vườn này á là bà con để Cường thấy này, cái đây là cái rúng này, thấy không? Em thấy cái rúng này nha. Nhưng có một số cái bông á nha, cái bông á, cái rúng á nó bị teo mất, nó khô mất, nó khô sớm. Là nó nở cũng sớm đâu chứ, nhưng mà trong cái giai đoạn này á, mình cũng đang mới có nhấp nước rồi, mình bắt đầu nhấp lần lên tưới bình thường được đâu để nó đủ nước. Thì nó đủ nước thì cái rốn của nó thẳng đó. Để ý nha, cái cây nào cái trái nào mà cái rốn nó thẳng là cái trái nó to, nó tròn nha. Còn cái rốn nào mà ông nào thứ nhất ông teo và cái thứ hai là ông dễn qua một bên là cái trái đó nó sẽ bị méo. Là em kinh nghiệm thì thực ra này, nói về cái lý thuyết em là em người thực tế nhất, thì em sẽ nhìn em thấy. Và sau này để mà ví dụ như mình có cái cách để mình tiễn trái nữa, ví dụ mình tiễn bông cũng nó nhiều, và đặc biệt là tiễn bông thì